Phía FC Gà, bảo vệ khung thành phía bên phải của khán đài A nhìn xuống đội Nguyễn Văn Cừ 9202 nắm giữ khung thành bên tay trái của khán đài A. Chúng tôi nhìn xuống đội hình xuất phát của hai đội như ra sân như sau: đội Nguyễn Văn Cừ, thủ môn Nguyễn Văn Hùng. Vâng, trận đấu đang bắt đầu. Để bóng trước là bên trường FC 9202 Nguyễn Văn Cừ. Trận đấu trước thì hai đội bắt công chuyền bóng, Mạnh Quân xuống ngay, không được rồi, bóng đã trúng chân cầu của cầu thủ của FC Gà, bóng đã được dâng lên. Tiến Dũng đã chuyền bóng của mình. Không phải là cầu thủ FC Gà mà bóng trúng chân cầu thủ của Nguyễn Cừ bay vào lưới. Tỷ số tạm thời là 1-0 ở phút thứ 2 của trận đấu. Hồi Việt Tùng. Văn Công. Văn Kiên. Như vậy là cầu thủ số 6 của FC Gà đã ghi bàn thắng thứ 2 trong 1 ở phút thứ 5 của trận đấu. Cầu thủ Anh Vũ đã ghi bàn thắng, nâng tỷ số lên 2-0. Tỷ số lên 3-0 từ một pha được cánh đánh đầu, cầu thủ đã ghi bàn thắng. Bóng lên chân cho cầu thủ của FC Gà, từ trước sân này không được rồi, bóng lên chân một phút đồng rồi đã bắt bóng rồi. Hai cầu thủ FC Gà áp sát chân trước rất nhanh, không vào cho Mạnh Quân. Không được rồi. Bóng đang chậm được bóng đường cho Hoàng Văn Phương xuống đây. Đáng tiếc là cầu thủ đã lên. Cầu thủ chủ động Hoàng Văn Phương. Tỷ số tạm thời là 4-0 nghiêng về FC Gà. Cầu thủ FC Gà xin phép thay đổi người, cầu thủ rời sân là Đức Thiện. Vâng, xin chào mừng các bạn đến với hiệp 2 của trận thi đấu sân nhà 3 với FC Gà và FC Nguyễn Cừ 9902. FC Nguyễn Cừ. Tuấn Dương. Chút ngay. Không được rồi. Thủ môn bắt học nhưng khoảng cách bóng rất rộng. Chút ngay. Hay quá. Đánh bóng vẫn cứ vật không trước đây được rồi, không được rồi. Vẫn nghe vi trước đây không được, bóng lại đi
phản công xuống đây. Bóng lại cho Hoàng Văn Phan. Xuống đây. Cầu thủ số 10 Tuấn Evi vừa tung ra. Tiến trường số 89 đã ghi bàn thắng dẫn dắt tỷ số còn 1-4 ở phút thứ 10 thứ 11 của hiệp 2. Vâng, ở phía ngoài thì các cổ động viên hô chờ vai đồ một những người đẹp trai có tài đã ghi được bàn thắng ở phút thứ 11 của hiệp 2. Cắt cử cầu thủ số 88 đã tung lên trước nhưng đã chạm chân cầu thủ xong rồi. Tiến trường đã ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 ở phút thứ 14 của trận đấu ở hai. Sút ngay cầu thủ em Sơn Hà đã chuyền bóng ngay. Hoàng Văn Phan. Hoàng Văn Phan từ Tiến Trường. Tiến Trường làm gì đâu? Trời ơi, cầu thủ của Nguyễn Cư 89 trường Ado, một cổ động viên rất Ado. Đi rồi, ở bên ngoài Văn Hùng vừa với Văn Hùng đã thủ do Văn Tuấn, Văn Tuấn đã để bóng tiến từ dưới dọc. Wow, như vậy là cầu thủ số 10 Tuấn Lê Huy đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 5-2 ở phút thứ 23 của trận đấu. Cầu thủ Tuấn Lê Huy đã ghi bàn thắng. Đây là bàn thắng thứ hai của Tuấn Lê Huy trong trận đấu hôm nay. Của Mai Văn Hùng đã trôi qua. Vâng, ngay lúc đó trọng tài Nguyễn Văn Quang đã thổi còi kết thúc trận thi đấu tranh giải ba. Và sau khi trận đấu FC Gà và FC Nguyễn Cử đã kết thúc thì sẽ diễn ra trận chung kết giữa